Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nhận định dự đoán Việt Nam-Trung Quốc 19 giờ ngày 1 tháng 2, thắng mừng năm mới. Đúng vào mùng 1 Tết Nhâm Dần, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ, tuyển Trung Quốc tại sân Mỹ Đình. Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số ít các quốc gia ăn Tết âm lịch, nên trận đấu này hứa hẹn rất hấp dẫn. Cả đôi bên đều muốn giành chiến thắng để mang niềm vui đến cho người hâm mộ trong những ngày đầu năm mới. Với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang gây thất vọng lớn khi toàn thua 7 trận đã đấu và chưa giành được điểm nào tại bảng B. Chúng ta vốn không mơ mộng giành vé dự World Cup 2022, nhưng việc trắng tay đến thời điểm này nằm ngoài mong muốn của tất cả. Ở trận gần nhất, tuyển Việt Nam đã thảm bại 0-4 trên sân Australia. Huấn luyện viên Park Hang-seo có một số thay đổi quan trọng trong một đội hình, nhưng điều đó chưa mang lại hiệu quả tích cực. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với tuyển Trung Quốc và hứa hẹn giành điểm số đầu tiên, ở trận đấu này tuyển Việt Nam tiếp tục mất trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải, ngôi sao của Sông Lam Nghệ An bị treo giò trước Úc và không may mắc Covid, phải cách ly và bỏ lỡ trận đấu với tuyển Trung Quốc. Đây rõ ràng là tổn thất rất lớn đối với tuyển Việt Nam. Cho dù không còn giữ băng đội trưởng, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn là chốt chặt, không thể thay thế của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thay thế Quế Ngọc Hải là Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên, trung vệ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội chỉ đóng vai trò dự bị. Nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào Thành Trung, Đình Trọng hoặc Tiến Dũng. Trước Úc, huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ nhưng không thành công. Vì vậy, rất có thể ông sẽ trở lại với sơ đồ 5 hậu vệ quen thuộc để tìm kiếm điểm số trước tuyển Trung Quốc. Tại bảng B, Trung Quốc cùng Oman được đánh giá là các đối thủ vừa tầm nhất với tuyển Việt Nam. Chúng ta không còn nhiều cơ hội giành điểm và huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ sẽ ưu tiên sự an toàn trong việc lựa chọn đội hình chiến thuật. Ngoài sự vắng mặt của Ngọc Hải, tuyển Việt Nam không có tổn thất nào đáng kể. Phong độ ấn tượng của tân binh Tuấn Hải hứa hẹn sẽ tạo ra luồng gió tươi mát cho tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hòa, thậm chí thắng tuyển Trung Quốc. Đội cũng sa sút phong độ thảm hại trong thời gian qua. Tuyển Trung Quốc chưa chính thức bị loại, nhưng khả năng họ giành vé playoff dự World Cup 2022 cũng gần như bằng không. Điều này khiến không ít cầu thủ Trung Quốc xuống tinh thần và có dấu hiệu buông xuôi bất chấp tân huấn luyện viên Li Xiaopeng có nhiều động thái vực dậy ý chí của họ. Sự bế tắc của tuyển Trung Quốc và tinh thần kém cỏi của họ là yếu tố quan trọng để tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ mất điểm vào phút chót vì sai sót cá nhân, và chúng ta có thể thay đổi điều này với sự ủng hộ của hàng nghìn khán giả tại Mỹ Đình. Dự đoán Việt Nam thắng 2-1.